Vài tuần trước cô vẫn là một nhân viên ngân hàng nhỏ lương tháng 5 triệu, hôm nay đàm phán dự án mấy trăm triệu ở nhà chục tỷ, bởi vì cô đã gặp một ông chủ có ảnh hưởng tài chính lớn. Dựa vào nhiều lần ngấm ngầm giúp đỡ của ông chủ, cô trở thành ngân hàng lớn nhất nước Đức, trở thành người phụ nữ giàu có được săn đón nhiều nhất. Nhưng ai ngờ cuộc gặp gỡ của cô và ông chủ bắt đầu bởi một cơn bão sa thải bất ngờ. 3 tuần trước, Nina vẫn còn đang làm việc cho ngân hàng quốc tế Luxembourg, vừa đến công ty đã nhận được thông báo sa thải không báo trước của phòng nhân sự và từ chối cho cô bất kỳ lời giải thích nào, chỉ mù quáng thúc giục cô nhanh chóng rời đi. Với vẻ mặt đờ đẫn, cô càng nghĩ cảm thấy rằng điều đó là không thể, vì thế cô nhân lúc bảo vệ không chú ý xông thẳng vào phòng chủ tịch, nhất quyết phải nói về vấn đề này. Chủ tịch sau khi biết vấn đề của cô lập tức gọi đến chỗ trưởng phòng nhân sự, hỏi rõ lý do cụ thể khiến cô ấy bị đuổi khỏi công ty. Nghe được nguyên nhân do cô đang làm việc trong dự án trái phiếu, giả mạo thông tin do bộ phận kiểm soát rủi ro cung cấp, cô lập tức nhận ra đây là cái nồi mà quản lý Lúc đội cho cô. Chỉ vì cô ấy đã cướp hào quang của Lúc khi nói chuyện với khách hàng ngày hôm qua. Nghĩ về sự nghiệp tươi sáng của mình, chỉ vì vết đen này sẽ không có cách nào để tìm việc làm, cô không còn có thể kiềm chế sự bất bình trong lòng mình. Nhưng cho dù cô ấy giải thích thế nào, cũng không thể thay đổi kết cục bị sa thải. Và chủ tịch cũng nói mà không do dự, bố của Lúc là thành viên chủ chốt trong ban giám đốc của tập đoàn. Cho dù những lời Nina nói là sự thật, bản thân mình sẽ không bao giờ mạo hiểm xúc phạm ban giám đốc mà buộc cô phải ở lại. Nhưng bà ấy đánh giá cao tài năng và lòng dũng cảm của Nina, nói xong đưa cho cô một tờ giấy, yêu cầu Nina gặp bà ấy tại địa chỉ này tối nay lúc 9 giờ, và nhiều lần nói với cô không được đề cập cho bất cứ ai. Hiển nhiên lúc này cô còn chưa biết ý đồ chủ tịch muốn gặp riêng mình. Sau khi rời khỏi công ty, cô đã gọi cho bạn trai của mình, khóc về sự bất công mà bạn vừa phải gánh chịu. Nhưng qua một lúc có một cuộc điện thoại lạ gọi đến, nó khiến tâm trạng cô đang trên bờ vực tuyệt vọng quay ngược 180 độ. Không ngờ rằng mình vừa rời công ty, một gã khổng lồ khác trong ngành, tập đoàn đầu tư toàn cầu Đức, đã ném cành ô liu cho cô. Nina lập tức nghĩ đến chủ tịch là người đứng sau việc này, nhưng mục đích của việc chủ tịch giúp đỡ nhân viên nhỏ bé như cô là gì? Để hiểu được những nghi ngờ trong lòng, Nina mang theo một chai Lafite hảo hạng, đúng giờ có mặt tại địa chỉ chủ tịch viết trên giấy. Qua vài tuần rượu, Lebrun nói với Nina, chính mình biết cô ấy có khả năng và tham vọng. Bà ấy khi còn trẻ cũng giống như vậy, chỉ là khi đó sau khi leo lên một độ cao nhất định, so với một nền tảng vững chắc và các kết nối, khả năng là không đáng nói. Bà ấy muốn cô vượt qua những gì đã xảy ra ngày hôm nay, có thể hiểu điều này sớm hơn, và mình không ngại là bước đầu tiên trong mạng lưới của cô ấy. Nina hỏi tại sao giúp cô, Lebrun lại trả lời rằng, có thể một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới của mình. Mặc dù vẫn không thể hiểu hết lời thâm sâu mà chủ tịch nói, nhưng cô biết rằng đằng sau cô bây giờ đã có một hậu phương vững chắc, chỉ là bắt đầu vào ngày mai cô sẽ phải sống xa bạn trai. Sáng sớm hôm sau cô đầy mong đợi đi đến nơi này, nơi quy tụ hàng trăm ngân hàng hàng đầu thế giới, Frankfurt. Rất nhanh cô cảm thấy rằng những người lao động ở đây hoàn toàn khác với Luxembourg. Cô đã được phỏng vấn bởi Finger, giám đốc đầu tư mới tại Deutsche Global. Nina trước khi vào ngành đã biết, nhà lãnh đạo mới này mang đến một cơn gió phong cách mới và tinh thần chấp nhận rủi ro nổi tiếng trong ngành. Quả nhiên không đợi cô mở miệng, Finger đã đề nghị mức lương gấp đôi cho cô. Điều kiện duy nhất là cô ấy phải tái tạo vấn đề về giá trái phiếu trên toàn cầu ở Đức và bán nó trước ngân hàng cũ của cô ấy. Không chỉ vậy, cô phải đánh bại anh chàng lúc đó rụng cả răng, đánh cắp khách hàng của anh ta và độc chiếm thị trường. Rõ ràng đó chính xác là những gì Nina muốn làm ngay bây giờ. Sau đó Finger giới thiệu cô ấy với người quản lý dự án, nhà phân tích dữ liệu Santima, nhà đàm phán kinh doanh Adam, kiến trúc sư phụ trách phát triển sản phẩm ban đầu triệu Mỹ Lệ. Do hạn chế về thời gian, Nina không có thời gian để nghĩ về chuyện khác, trực tiếp chỉ ra nhiều thiếu sót ở sản phẩm ban đầu của họ. Ngoài những sai sót chết người trong vấn đề thuế, tính ổn định của mô hình kiểm soát rủi ro vẫn cần được tối ưu hóa hơn nữa. Sau khi lắng nghe những hiểu biết sâu sắc của Nina, Finger dường như hứng thú với cô ấy hơn. Sau đó biểu thị mình đã sắp xếp tốt chỗ ở cho Nina, sau đó đưa địa chỉ một căn hộ sang trọng cho Nina. Cô đến một căn hộ sang trọng gần công ty theo địa chỉ, vị trí hạng nhất hoàn hảo. 2 ngày ngắn ngủi, cô đã hiểu sâu sắc hơn về cái gọi là điều kỳ diệu của cuộc sống. Nhưng cô không có nhiều thời gian để thưởng thức vẻ đẹp trước mắt, để bắt kịp tiến độ hầu hết thời gian của Nina đều ở công ty. Rất nhanh mô hình toán học của họ đã thành công trong việc dự đoán trận động đất ở California. Một khi cường độ vượt quá mức khẩn cấp, Lúc cần tính toán lại tất cả các tham số trước đó, mà bên này ít nhất có thể đưa sản phẩm toàn cầu của Đức đi trước một bước. Nghe tin tức truyền thông bọn họ phấn khích nhảy múa. Ngoài ra Nina còn thông qua tối ưu hóa thuế, nâng thu nhập ước tính cho hội đồng quản trị lên 40%, điều này chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào Lúc. Nhưng không ngờ rằng, Lúc nhanh chóng dựa vào ảnh hưởng của cha mình trong thế giới tài chính, giành hết khách hàng này đến khách hàng khác. Theo đà này những nỗ lực của họ trong vài tuần qua chắc chắn sẽ đổ sông bể. Sau đó Lúc gọi điện cho Nina liên tục chào phúng cô. Cuối cùng Nina không còn lựa chọn nào khác ngoài yêu cầu Lebrun giúp đỡ. Cô cầu xin Lebrun tìm cách ngăn chặn Lúc một ít, để ý tin tức ngày mai. Hôm sau Lebrun lấy cớ hợp tác điều tra với cục điều tiết ngân hàng, yêu cầu Lúc giải quyết mớ hỗn độn mà anh để lại càng sớm càng tốt. Đột ngột này khiến Lúc đang ở chặng nước rút cuối bất ngờ hỗn loạn. Để đóng giao dịch càng sớm càng tốt, anh ta thực sự đã thay đổi báo cáo đánh giá của bộ phận kiểm soát rủi ro mà không được phép, và hành vi của anh ta chỉ khiến trưởng bộ phận kiểm soát rủi ro cảnh giác. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên anh ấy mạo hiểm như vậy. Hôm nay Lúc đang trên đường đến gặp khách hàng cuối cùng của mình ở Berlin. Hành vi của anh ta bị nghi ngờ là lừa đảo và bị cảnh sát bắt giữ.
Ngay sau đó Modern International khẩn cấp thu hồi bộ phận do Luke phụ trách. Trong đêm những khách hàng đã đàm phán với Luke trước đó, quay sang tham gia phía bên Nina. Từ đó Nina đã có được chỗ đứng vững chắc trong công ty mới. Nhưng các nhà tư bản làm sao có thể làm những việc không có lợi nhuận. Đêm đó chủ tịch Dickson đến cửa, Dickson tặng cho cô ấy một món quà giá 4 tỷ. Nó hiện là dự án xây dựng đô thị lớn nhất ở châu Âu, miễn là cô ấy muốn, dự án tài chính này liền nằm trong túi của cô ấy. Chỉ như một sự trao đổi, bà hy vọng sau này Nina có thể cung cấp một số lỗ tài chính toàn cầu của Đức cho mình, hoặc thông tin giả mạo. Nhưng tưởng tượng thủ đoạn của đối phương trong việc đối phó với Luke, trong lòng Nina vô thức đánh hồi chống nguy hiểm, vì vậy cô liền từ chối ý tốt của đối phương. Tuy nhiên sau khi trải nghiệm hào quang mà sức mạnh mang đến cho cô, rất khó để trở lại nhân viên bán hàng bình thường đó. Cộng với các đồng nghiệp khác ép bức, cảm giác về khoảng cách chưa từng có xuất hiện, buộc cô phải chấp nhận thỏa thuận mà chủ tịch đề cập trước đó. Để có được thông tin giả mạo mà chủ tịch muốn, Nina tìm thấy một người bạn đại học làm việc trong bộ phận kế toán, nhanh chóng biết được có một quỹ rác gọi là Carter, gần đây nhất được bí mật bán cho một quỹ phòng hộ có tên là vốn lưu động. Mà chủ tịch sau khi biết được điều này, thể hiện sự quan tâm lớn đến thủ đô bí ẩn xa xôi này ở Trung Đông và yêu cầu cô tiếp tục điều tra. Nhưng Nina muốn thoát khỏi càng sớm càng tốt. Tiếp đó cô nói những thông tin nội bộ của chủ tịch cung cấp cho Finger, đó là một dự án tài chính thành phố lên đến 4 tỷ. Kế hoạch tài chính của tòa thị chính Leipzig được lên kế hoạch cho năm tới, vì một số lý do mà đã bắt đầu sớm. Kỳ lạ là họ không tiết lộ công khai, mà là tìm một ngân hàng để liên lạc bí mật. Rõ ràng Finger cũng có bố cục riêng cho dự án này, chỉ thấy anh ta sau nhiều giao dịch trên điện thoại, xác nhận tính xác thực của tin tức. Không có nghi ngờ rằng hiệu suất của Nina là tuyệt vời, mà Finger cũng tiếp tục phong cách nhất quán mạnh mẽ của mình. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, họ đã đến trước mặt thị trưởng thành phố Leipzig. Trong quá trình đàm phán, Nina để ý thấy thị trưởng đang cố ý giấu bàn tay trái của mình, bị sưng lên rất bất thường. Cô hiểu ngay lý do thực sự của kế hoạch tài trợ tạm ứng, và thời gian cũng sẽ là yếu tố then chốt quyết định họ có thể giành được dự án này hay không. Vì vậy cô đã tự ý thay đổi thời gian trải nghiệm được yêu cầu ban đầu từ 2 tuần sang 1 tuần. Sau khi nhìn thấy phản ứng của thị trưởng, Finger đang không hiểu tại sao lập tức đồng ý, cung cấp cho họ một dự án đầy đủ trong 1 tuần. Sau khi trở lại công ty, những người bạn trong đội đã rất khó hiểu với hành động của cô ấy, nhưng thấy mức lương cao cũng liền ngoan ngoãn tăng ca. Và sự thật đúng như Nina đoán, thị trưởng lúc này đã mắc bệnh nan y và có thể chết bất cứ lúc nào. Mà thông qua tài trợ để giải quyết những khó khăn tài chính hiện nay, khởi động lại tất cả các dự án đô thị bị đình trệ, đây là tâm nguyện lớn nhất của ông trước khi chết. Peter, thành thật mà nói tôi không chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Không còn cách nào khác, nếu như chúng ta không giải quyết vấn đề tài chính, nơi này sẽ trở thành một nghĩa trang khổng lồ. Nhưng Leipzig là thành phố uất nhất nước Đức, chúng ta không thể ép được. Ai nói vậy? Báo chí toàn nói vậy. Đi con mẹ nó đi báo chí. Không phải Hamburg, không phải Berlin, chẳng phải ở Stuttgart. Đều là Leipzig, 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 thành phố nghèo nàn khổ cực. Tôi không muốn nghe những lời chết tiệt đó lần nào nữa. Rất nhanh Nina gửi đến thị trưởng một đề xuất dự án xuất sắc. Trước khi trình bày chính thức về kế hoạch, cô cũng giành được cơ hội gặp riêng thị trưởng. Trước khi khởi hành, Finger nhiều lần nói với cô, không được thỏa hiệp trong thời hạn cấp vốn. Nhưng Nina có bản tính riêng của mình, sau đó cô lại đến với thành phố vô hồn vì đình công. Thị trưởng cũng đặc biệt chọn địa điểm gặp mặt ở công trường. Vừa gặp mặt liền thấy thị trưởng đang khiển trách cấp dưới vì hiệu quả của họ. Sau khi nhìn thấy Nina, ông ấy lập tức trở lại hình tượng bình thường. Nhưng khi ông biết rằng thời gian để hoàn thành cấp vốn nhanh nhất cũng 6 tuần, ngay lập tức rơi vào trầm lặng. Có vẻ như tình trạng của thị trưởng nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng, vì vậy Nina lần nữa tự chủ trương, cho biết cô có thể đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được hoàn thành trong vòng 4 tuần. Sau khi thị trưởng nghe xong đã thay đổi sắc mặt, hỏi làm thế nào Nina phát hiện ra về bệnh tình của mình, vì chỉ có vài người thân thuộc mới biết được bí mật này của ông. Sau một hồi do dự, Nina liền trích dẫn về giai đoạn ung thư hạch tiến triển. Ngoài những triệu chứng này, đủ rồi. Là người thân của cô sao? Mẹ của tôi. Mẹ cô rời đi có đau đớn không? Quá trình rất nhanh.